Yếu vậy, Gì? xem phim đi. Điên gì? Sao xem phim được? Có con điên à? Cái máy 3G có phải lấy mà xem phim. 3G còn hết hết, hết tiền mà. Giờ đi ra chó kìa, tập thoải mái bên mà biến thái. Giờ sao? Để không có miệng hát Nếu không? Đàn nào mà con gái vô được cái miệng không? Miệng luôn. Hơn trai một cái miệng. như vũ lực nữa chưa xong mà. À, hơn hơn trai cái miệng. À sao anh nghĩ anh chống lại em nổi không hả? Có, trông tốt. Chống nổi không Để sao? Ngoái ngoái nhé. Run nhé. lại đi, mày nói được đi, mày không nói. Run đất. Run lách. Sao nhanh quá vậy? Yeah. Tránh đường lại đang đang chơi. Cái tay anh đang bận. Mắc cười ghê gì nói con nít. Rồi đó phải quen người ba tay đi. Người nào cũng có ba tay. Ủa dòm rồi được. Buồn lắm, của chị đi làm á. À tắt wifi hả? Cái này chơi gì đâu? Buồn gì đâu, phải vừa chơi mà vừa chọc ốc cũng được. Wifi hợp lý hơn nhỉ? À ngon quá. Càng muốn tinh quá. Cái này luôn chú ý mà nắm tay nhau chặt giữ tay nhau hai đâu mà phát như cái một chủ đề chút đi. xe lại đập cái trận hết rồi Khỏi chơi game. Cao hả? Anh của fan của anh này một nhóm đầy của rồi luôn, nói chung không được. thật sao bớt đi Chả biết xấu gì á. ảnh đi Sao anh của anh ha? ngủ đây kết hợp với cả Google đăng ảnh lên trên mạng rồi này, xóa bớt đi Nó có anh thì hay quá rồi. từ nó update Quay nên người tay đang bận người đâu chọc nét chọc nó này cái nét nè chọc nét má gì nó má rồi mẹ bà chọc nét gì đẹp đây nó bám chọc nét mà không có chịu chứng chơi cái đội tự động mà nè. à, bữa nay một trái rồi nó chọc ít thì nó mới quý chứ còn chọc mình giờ không quý bằng chọc ít. Ơi khoan cái này à? Đây chứ Ồ, ăn đi. gì nữa cho nó chụp ha. Bây giờ không ăn à? Đã ăn nhé. Nữa cho nó chụp ít ha. Ừ, Nữa nó có gì đó nhá. ừ. Dạ. Có gì? Ít trả đi một cái. Đang chọc 100 cái, trả đi một cái, còn 99 cái. À, nói gì nó ghi hết âm. Trả đi nào. Đây dưới ông nhìn cho nên dưới mạng luôn.
Qua tiếng được không? Thua tiếng mà. Thì nóc mà nó chịu được mình. Chết pin rồi. Nắm tay mèo thật chặt, giữ tay mèo thật lâu. Né gì vậy? Chấm chết luôn tụi bé nào. Xinh đẹp gì đây? Cái mặt hơi đẹp đấy, chúng nó biết mà. Đã chỉnh sửa quá nhỉ, chỉnh sửa đó có mặt mặt nó như đưa mặt thật lên nó chỉnh sửa, nó chỉnh sửa từ An Z. Hồi đó nó đâu có điệu đâu, nó học chung nó khờ khạo đó, nhìn mất cười. Này của lớp em á? Ừ, nó lớp 10. Cái gì? Sinh mà. Sao nghĩ nó sinh vậy được? Còn nó xấu mà. Thì bây giờ lớn lên nó còn đẹp. Nhìn mặt thì nó không xấu đâu, hồi đó con mắt nó không đen. Cái mặt nó đi cực kỳ lắm, cứ mỗi lần nó đi cái là giống như nó đi giờ nó bắt cầm đời vậy đó. Mỗi lần nó lên cho bài cái nó không thuộc bài cái gì, cầm dở nó đi, con mắt nó trợn to mắt lên, mắt không mắt to mà. Ngày xưa nó bất cứ đời bây giờ rất ngoan đúng không? Bất cần nữa nghĩa là nó sao sao á, nó nhận xét nó man sao. Tiếu là tiếu. Lớn rồi biết trang điểm đẹp lên. Cả nhiều người nha, người bé đẹp xấu nha, lớn lên đẹp. Để trạng thế. Tôi có một đứa mèo cả. Hãy
đó thật hả, bộ cũng đó không ai biết tự sướng là cái gì hết, quái gì luôn đó, Thì ngày xưa thì có từ mới mà. Từ mới mà. Từ xưa nghe từ này nghe giờ nữa nói từ xưa ngày xưa nghe từ là nằm trên đó mình biết đâu biết nào cái đó là gì không nên tôi vừa kể cho ông già mà nên nói chuyện với thằng trên Facebook ấy ở đây để ông đợi giao tiếp để giao tiếp sướng cái bên Thái ai là để ông thì sướng đi tôi ta già đã còn sức đâu mà ông mới tưởng cái đấy.